Hi, Missy xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần Common Irregular Verbs in English, những động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng Anh. Từ đầu tiên, rời khỏi hay các bạn rời khỏi, đi khỏi, thì cái này sẽ là gì đấy? Leave, left, left, leave, left, left. Cho vay, cho mượn, lend, lent, lent, lend. Lend, lend. Để cho hay là cho phép ha, hay là để ai đó làm cái gì, cái này sẽ là let, 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 let. Giữ nguyên các bạn nhé. Nằm ha, lie, lay, lain, a ha, lain, lie, lay, lain. Nhưng mà các bạn phân biệt với từ nói dối nha, cũng là từ này ha. Lie. Nhưng mà nếu mà là mang nghĩa nói dối á, thì nó có quy tắc. Các bạn chỉ cần gì đây? Thêm đi thôi ha. Lied, lied. Rồi, mất hay là thất lạc ha. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. Sản xuất hay chế tạo hay làm cái gì đó ha, thì cái này sẽ là make, made, made. Make, made, made. That's our goodbye. See ya.